Kịp với cực loa xúc loa thì nó có vôn ra không, nếu mà anh em mà xúc vôn mà có loa ra loa mà xúc vôn là không được nghe, công suất nó chả không ổn nghe anh em, đo vào chân xúc loa nếu mà không có vôn là ok, phân cực cũng không có vôn là ok, còn nếu mà anh em đưa vào chân trả xứ 0.17 mà nó có vôn, nó bất cứ 1-2 vôn vẫn là công suất chả không ổn nghe, còn nó gì không không có vôn nào là ok, và chân cực cũng vậy, và chân giữa là điện, thì hai bên cực là đều là không có vôn nha anh em, nếu mà xúc nào nó có vôn là cua lại cái xúc nó lộn linh kiện hoặc linh kiện nó bị hư nha, thì mình sẽ kiểm tra hai vế giống nhau là công suất chạy rất là ok. Rồi. Test thôi. Ok anh em, thì bây giờ mình đã ráp thành phẩm một cái âm ly. Đấy. Hướng dẫn anh em, đây là nguồn và gặp công suất. Đây là 12 sò lớn mà biết thế 18. Nhưng mà mặt trước đây. Bây giờ mình test lên nhạc lên nha cho anh em nghe nha. Và Bluetooth. Sở của mình nha, đây là thương hiệu của mình, à, đang
đây là Bluetooth, đây là hai mic, đây là echo, phần music, phần master, phần mic, mic 1, mic 2. Thì anh em cũng đơn giản thôi, chỉ tất cả chỉnh là vặn lên 50 thôi, bình thường thôi. Và mic như vậy anh em cứ vặn lên 50. Đấy. Chỉnh dễ chỉnh thôi, còn anh em mà mic nó hú á, nếu anh em nào mà nó nhại nó hú thì cứ dỗm cái phần tiếng chế một xíu. Đấy. Đấy, nó sẽ đỡ rít tiếng hú lên. Rồi cái này là volume mic, thì anh em lớn nhỏ thì cái này tùy theo mình. Còn nên nhớ anh em mà không không có vẹn cái hi chép dây cao này, hi chép dây cao là nó hú này. Nên anh em vẹn để 50 thôi. Phần master thì không cần nâng đâu, nên 50 là ok rồi. Còn mũi xí thì mình chỉnh như vậy là âm thanh nó cũng chuẩn rồi, không cần nhiều. Echo anh em nào nếu mà hát ít echo, cần ít echo thì dồn cái vô này lại. Vô này echo dồn lại là hát tiếng rất là ít nhồi echo. Còn anh em nào muốn echo nhiều là nâng lên 50 là echo rất là nhiều rồi. Nhưng mà test thử cho anh em xem và nghe thử nữa. Tiếng echo đó thì nó hơi nhiều. À, còn nếu mà anh em mà nào mà hát echo ít thì cả đây thôi là ok, rất hát karaoke và rất hay, tiếng echo nhẹ thôi. Một, hai, sáu, bảy, tám, chín. Vậy thôi. Thì anh em thấy clip này hay, nhớ đăng ký kênh và chia sẻ mọi người xem. Đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Cảm ơn các anh em đã xem clip. Tạm biệt anh em.